Với địa hình phong phú và đa dạng thì Cao Bằng có nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, mang đậm nét hoang sơ và mang giá trị du lịch cao. Những năm gần đây, số lượng du khách đến với Cao Bằng ngày càng đông, song dịch vụ du lịch cộng đồng nơi đây thì vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách. Cao Bằng được đánh giá là một trong những điểm du lịch lý tưởng với không ít danh lam thắng cảnh mang đậm nét hoang sơ hiện hữu tại đây. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đây chính là nơi tôi đang muốn tìm kiếm cho chuyến du lịch của mình, hòa mình vào thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống người dân địa phương, không còn gì tuyệt vời hơn thế. Là một trong những hộ gia đình thực hiện mô hình du lịch homestay của thôn Lũng Niếc, hiện gia đình anh Nông Định Nghiệp có thể phục vụ từ 20 tới 30 khách. Anh Nghiệp cho biết, trước đây gia đình chủ yếu làm nghề thủ công với thu nhập bấp bênh, nhưng từ khi chuyển sang làm du lịch, kinh tế đã phát triển hơn rất nhiều. Nói chung là cái này nó có nhiều lợi ích, vừa tu sửa lại nhà này, cũng là vừa giúp chúng tôi là đón được khách này và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Từ đầu năm 2017, gia đình chị Hoàng Thị Cúc cũng đã sửa sang nhà cửa, đầu tư chăn ga, gối đệm và bắt đầu đón khách. Tuy nhiên, gia đình chị là hộ duy nhất trong bản phía thấp thực hiện mô hình du lịch homestay. Khi thực hiện mô hình này, gia đình chị đã gặp không ít khó khăn. Ví dụ như là về ngôn ngữ thì cả gia đình vẫn hạn chế về tiếng Anh. Thứ hai nữa cũng chưa có kinh nghiệm và cũng chưa quảng cáo được nhiều trên các trang mạng, báo mạng. Cao Bằng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch như danh lam thắng cảnh phong phú, đa dạng văn hóa các dân tộc. Du lịch nơi đây đang có sự khởi sắc khi lượng khách đến tham quan, khám phá ngày càng đông. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn chưa thực sự mặn mà với việc làm du lịch và chưa chủ động tiếp cận mô hình du lịch mới. Hiện nay, cái khó khăn lớn nhất của người dân cũng như là địa phương là về cái nguồn lực để mà đầu tư, hỗ trợ. Để mà thực hiện được thì người dân, thứ nhất là cái bản thân người dân là phải có cái mạnh dạn để vay vốn để mà đầu tư, để thực hiện. Đồng thời thì đối với cái chính sách của địa phương, của tỉnh Cao Bằng cũng như là huyện thì sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được các nguồn vốn, nhất là về chính sách tín dụng cũng như là các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Do đó, để du lịch cộng đồng tại Cao Bằng phát triển, không chỉ cần sự nỗ lực, quyết tâm từ các cấp chính quyền, mà chính người dân nơi đây phải chủ động, tích cực hơn nữa, góp phần đưa du lịch Cao Bằng trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.